Chào các bác, hôm nay em xin chia sẻ với các bác. Đây là cái nồi cơm điện này. Đây là nồi cơm cũ bỏ đi rồi à, nhưng mà nó vẫn còn dùng tốt. Còn cái nồi này của nó ấy, có một đặc điểm đó là cơm chưa chín đã nảy rồi. Vậy thì các bác cần thay cái nào? Đó, các bác cần thay cái này này. Cái này gọi là cái dưa le này. Nếu mà các bác không có nồi cơm cũ để bóc ra để thay vào đây thì các bác ra ngoài quán điện tử ấy, các bác mua cái này 20.000 nhé, 20.000. Đấy, nếu mà các bác có nồi cơm cũ này, các bác bóc cái này ra, lắp xong cái này cực dễ luôn. Đấy, video này em sẽ chia sẻ với các bác cũng bóc cái này ra và lắp vào. Cái này em bóc ra rồi nhé, bóc cái này ra rồi. Đấy, và bây giờ em sẽ lắp vào bên này, rất là dễ các bác ạ. Em sẽ để cái cam này lên trên cái nồi cơm của nó để cho các bác nhìn cho nó dễ. Đó, đó, nó như thế này các bác. Bên trong là đằng sau nó giống nhau thôi, các nó giống nhau thôi. Vậy thì mình tháo cái này, đầu tiên mình tháo cái giữ này, đó, cái giữ này, à, cho nó ra. Sau đó mình tháo cái xung ba cái xung quanh này, cái lá đồng này, mình bẻ ngược lại nó tụt ra thôi, đó, tụt ra thôi, đó, nó tụt ra rồi đấy, để coi như em đã rút ra rồi, rất dễ các bác, đây. Đó, đây là cái dưa le của nó, 20.000 một chiếc này các bác nhé. Đấy, và em sẽ lắp cái dưa le ở cái kia sang đây nhé. À, ở cái nồi bên kia em bóc ra rồi này, em lắp vào. Cái việc này rất là dễ mà mình không mất tiền, mình có thể làm được các bác. Đấy, nếu mà ra thợ thì người ta bắt thay cái dưa le này cũng khá là nhiều tiền đấy. Đấy, nhưng mà cái dưa le này mình lấy ở cái nồi cơm khác mình lắp sang được đây mà các bác. Đó, cái này nó hơi bị này, cái lá đồng này nó hơi bị ấy, nên là em sẽ phải ướm lại một tí xem nó đút được vào không. Đấy, nếu chưa đút được vào mình phải điều chỉnh lại cái lá đồng này một tí. Đây, nó hơi bị cong tí, em bóp vào một tí cho nó vào nó dễ hơn. Đó, cho nó vào nó dễ hơn. Đó, đút nó vào. Cái dưa le này nó gần như giống như quả tim ấy nhá. Đó, xong rồi vào đây các bác này. Vào đây rồi thì mình sẽ bẻ nó ra thôi. Bẻ cái lá đồng này ra thôi. Bẻ cái sắt này ra để cho nó giữ. Đó, nó giữ. Đó. Và mình sẽ xoay khéo để cho cái mấy cái chân này, ba cái chân này nó vào. Đó, ba chân này nó vào. Đấy, thế là nó vào rồi là ok đấy các bác. À, các bác bẻ ba cái lá đồng này là ok thôi, rất là nhanh đơn giản à, nhưng lại rất hiệu quả nhá. Anh chào các bác.